Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 16 giờ chiều 30 tháng 1 năm 2020, tại Việt Nam đã có tổng cộng 5 trường hợp dương tính với chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán. Trong đó, hai trường hợp đầu tiên là hai cha con người Trung Quốc đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Ba trường hợp mới nhất được xác định dương tính với chủng virus corona mới là ba người Việt Nam. Trong đó, hai trường hợp đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Một trường hợp còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Cả ba người này đều trở về Việt Nam từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc thuộc Trung Quốc. Theo Bộ Y tế, ngoài các trường hợp trên, còn có 94 trường hợp khác nghi nhiễm chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán, trong đó 65 trường hợp đã xét nghiệm âm tính, 29 trường hợp còn lại đang được cách ly theo dõi chặt chẽ để tránh lây lan ra cộng đồng. Ngoài ra, còn có 43 trường hợp khác, dù có sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm virus corona mới. Cũng theo Bộ Y tế, tính đến chiều 30 tháng 1, tại Trung Quốc đã có 7.714 người được xác định dương tính với chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán, 12.167 trường hợp nghi nhiễm, 170 người đã tử vong, 1.239 người đang nguy kịch, 88.693 người liên quan đến người bệnh được xác nhận, 81.947 người đang được theo dõi y tế. Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc là 105 người. Cũng trong ngày 30 tháng 1 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan có liên quan và địa phương trong việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên toàn quốc.